Chiều ngày 20 tháng 11, một lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột xác nhận, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk vừa công bố lệnh bắt tạm giam bà Đinh Thị Hiếu, Kiểm sát viên dân sự, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, để phục vụ điều tra liên quan cho vay nặng lãi. Cơ quan chức năng cũng đã khám xét nơi làm việc của bà Hiếu. Lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột cho biết hiện chưa nắm rõ chi tiết vụ việc này. Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk cũng đã khám xét nơi ở của bà Hiếu để điều tra về cho vay nặng lãi.